Anh được kỳ vọng sẽ có màn trình diễn tốt trong lượt trận hạ màn bảng C trước Slovenia. Dẫu vậy, thực tế Anh đã khiến người hâm mộ đi từ thất vọng này đến sự thất vọng hơn. Anh và Slovenia đều cần điểm trước lượt đấu cuối. Ngay từ khi tiếng còi khai cuộc vang lên, Anh là đội kiểm soát bóng nhiều hơn. Tuy nhiên, không có cơ hội nguy hiểm nào được Anh tạo ra trong suốt hiệp 1. Vào hiệp 2, Gareth Southgate đã có sự thay đổi người từ sớm khi Kobbie Mainoo vào sân thay cho Conor Gallagher. Anh có những pha cầm bóng và triển khai tấn công sắc sảo hơn. Tuy nhiên, hàng thủ Slovenia tỏ ra quá chắc chắn và kỷ luật. Kết quả hòa không đều được giữ cho đến khi kết thúc trận đấu. Anh chỉ có một điểm, nhưng như vậy cũng đủ để đội bóng này vào vòng 16 đội với vị trí nhất bảng và đang chờ đợi đối thủ tiếp theo, khả năng cao là Hà Lan. Đáng chú ý với ngôi đầu bảng này, Anh sẽ tránh được nhanh đấu có nhiều ông lớn là Tây Ban Nha, Đức, Bồ Đào Nha và Pháp. Màn trình diễn của Anh khiến người hâm mộ không khỏi thất vọng. Gareth Southgate là người phải chịu nhiều chỉ trích nhất khi ông biến đội hình tỷ bảng trong tay mình trở thành một tập thể rất vô hồn và thiếu sáng tạo. Cơn giận dữ của người hâm mộ lên tới đỉnh điểm sau trận hòa không đều trước Slovenia. Khi Southgate bước tới khán đài để cảm ơn cổ động viên, hàng loạt những tiếng la ó và chỉ trích đã vang lên không ngớt. Thậm chí có không ít cổ động viên bức xúc đã ném những chiếc vỏ chai bay về phía huấn luyện viên đội tuyển Anh. Southgate đối diện với một cơn mưa giận dữ, nhưng ông lại trả lời nó tương đối bình thản. Tôi hiểu những gì cổ động viên đang nghĩ và sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Điều quan trọng nhất là người hâm mộ vẫn còn quan tâm đến chúng tôi. Tôi cũng hiểu những lời nhận xét liên quan đến tôi và điều đó là tốt cho đội tuyển Anh. Nhưng thực sự tất cả mọi chuyện đang diễn ra rất lạ kỳ, bởi tôi chưa thấy đội bóng nào giành vé đi tiếp và bị đối xử giống như Anh cả. Tôi rất tự hào về những gì mà cầu thủ của mình đã thể hiện cũng như cách mà đội bóng vận hành. Tôi cho rằng Anh đã cải thiện đáng kể, nhưng trước cầu môn của đối thủ chúng tôi vẫn thiếu một thứ gì đó. Tuy nhiên, các cầu thủ Anh vẫn duy trì được sự kỷ luật, vẫn giữ được sạch lưới và bây giờ là kết thúc vòng bảng ở vị trí dẫn đầu. Pháp cũng sớm đoạt vé vào vòng 1/8 trước khi bước vào trận hạ màn bảng D gặp Ba Lan. Nhưng đây không phải trận đấu thủ tục với thầy trò Didier Deschamps, bởi họ cần giành chiến thắng để tranh ngôi đầu bảng D. Với mục tiêu đó, Pháp đã tung ra sân đội hình gần như mạnh nhất. Đặc biệt Kylian Mbappe đã trở lại sau khi vắng mặt trong trận gặp Hà Lan, được đánh giá rất cao. Thế nhưng Lập Lờ đã gây thất vọng khi bị Ba Lan cầm chân với tỷ số 1-1. Trong khi đó, ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Áo bất ngờ hạ gục Hà Lan với tỷ số 3-2. Với kết quả này, Pháp đi tiếp với vị trí nhì bảng D, ngôi đầu thuộc về Áo, trong khi đó Hà Lan sẽ giành vé vào vòng 1/8 với tư cách một trong 4 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất. Do đi tiếp với ngôi nhì bảng D nên Pháp đã bị đẩy vào nhanh đấu được đánh giá là rất khó. Tại vòng 1/8 họ sẽ gặp đội nhì bảng E. Hiện tại, Bỉ đang là đội tuyển đứng thứ hai bảng E trước lượt trận hạ màn. Không chỉ đối mặt với nguy cơ gặp Bỉ sớm, Pháp còn nằm cùng nhánh tứ kết với Bồ Đào Nha. Cụ thể, nếu Pháp và Bồ Đào Nha đều vượt qua vòng 1/8, họ sẽ gặp nhau ở tứ kết. Nếu như giành vé vào bán kết, Pháp sẽ tiếp tục đối đầu với một trong hai ứng viên vô địch, đó là nhánh đấu có Tây Ban Nha hoặc chủ nhà Đức. Nhìn chung, đây là nhánh đấu mà đội đi tới chung kết sẽ phải vượt qua một hành trình rất gian nan với toàn những đội bóng mạnh. Ở lượt trận cuối, Áo cần ít nhất một điểm để có vé đi tiếp. Thế nhưng thầy trò Ralf Rangnick còn làm được nhiều hơn thế. Họ đã bại Hà Lan 3-2. Áo trình diễn một lối chơi pressing đầy khoa học khiến Hà Lan gặp nhiều khó khăn trong khâu triển khai bóng. Chưa dừng lại ở đó, sự ăn ý của các cầu thủ trên hạ công giúp cho Áo có đến 3 lần sút tung lưới Hà Lan. Ngay phút thứ 6, màn lưới của Hà Lan đã rung lên sau pha phản lưới nhà của Daniel Malen. Sang hiệp 2, hàng thủ Hà Lan với Van Dijk, De Vrij thi đấu như mơ ngủ và phải nhận thêm hai bàn thua, lần lượt do công của Romano Schmidt và Marcin Sabitzer. Ở chiều ngược lại, Hà Lan chơi bế tắc và liên tục bị đẩy vào thế phải rượt đuổi. Pha lập công của Cody Gakpo và Memphis Depay là không đủ để giúp cho Ronald Koeman và các học trò của mình giành điểm. Hà Lan xếp thứ 3 bảng D nhưng vẫn giành vé đi tiếp. Họ sẽ có nguy cơ đụng độ với Anh ngay từ vòng 16 đội. Virgil van Dijk mắc lỗi lớn trong bàn thua mang tính quyết định của Hà Lan trước Áo. Marcel Sabitzer có pha thoát xuống để ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2. Tuy nhiên, tình huống đứng vị trí của van Dijk vô cùng khó hiểu. Anh bỗng dưng lùi xuống cực kỳ thấp, ở một vị trí gần như đã đập tan bảy việt vị của đội nhà. Tình huống đứng của van Dijk cũng không mang lại nhiều ý nghĩa về mặt chiến thuật, bởi trung vệ của Liverpool hầu như không cản được tình huống phối hợp của Áo. Van Dijk chờ rất kém trước Áo. Theo Opta, anh không có một pha tắt bóng hay cắt bóng thành công nào. Van Dijk cũng không thắng nổi một pha tranh chấp tay đôi nào, để mất bóng đến 5 lần. Trong tư cách là thủ lĩnh của cơn lốc màu da cam, Virgil van Dijk cùng các đồng đội có một ngày thi đấu rất ác mộng khi để cho Áo chụp thủng lưới 3 lần. Phong độ của van Dijk vốn đã sa sút kể từ đầu mùa giải vừa qua trong màu áo Liverpool.
Đến Euro 2024, ngôi sao của giải ngoại hạng Anh tiếp tục chơi không tốt. Roberto Martinez tiết lộ Ronaldo sẽ tiếp tục đá chính trong trận hạ màn của Bồ Đào Nha, dù đội tuyển này đã sớm đoạt vé đi tiếp. Huấn luyện viên người Tây Ban Nha sẽ trao cơ hội cho nhiều cầu thủ dự bị, nhưng vẫn sẽ giữ nguyên ít nhất hai vị trí quan trọng, đó là tiền đạo và thủ môn. Trong cuộc họp báo trước trận, cựu huấn luyện viên của tuyển bị tiết lộ Ronaldo và Diogo Costa sẽ tiếp tục có mặt trong đội hình xuất phát. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu với Georgia. Ngày mai, đội hình xuất phát vẫn có đầy đủ những cầu thủ quan trọng. Diogo Costa vẫn đứng trong khung gỗ vì tôi không thích thay đổi thủ môn tại các giải đấu lớn. Nhưng thủ môn không phải là vị trí duy nhất. Ronaldo cũng sẽ góp mặt. Tôi có thể xác nhận rằng ngày mai, đội trưởng sẽ có mặt trong đội hình xuất phát. Ronaldo rất quan trọng với chúng tôi và cậu ấy đã sẵn sàng ghi bàn. Để Ronaldo đá chính trước Georgia là quyết định bất ngờ của Roberto Martinez. Trước đó, Ronaldo đã chơi trọn vẹn 2 trận đầu tiên và góp 1 kiến tạo. Bị Ý cầm hòa 1-1 trong trận hạ màn, Croatia về đích thứ 3 bảng B. Nhưng với vỏn vẹn 2 điểm, Modric cùng các đồng đội có quá ít cơ hội giành vé đi tiếp. Thầy trò Zlatko Dalic chỉ biết trông chờ vào một phép màu, nhưng điều đó đã không xảy ra. Vì ở lượt trận hạ màn bảng C, Slovenia đã cầm hòa Anh với tỷ số 0-0. Nhờ vậy mà thầy trò Matthias Kek đã về đích với vị trí thứ 3 bảng C với 3 điểm và hiệu số là 0. Với 3 điểm và hiệu số này, Slovenia chắc chắn xếp trên Hungary và Croatia. Điều đó đồng nghĩa Jan Oblak cùng các đồng đội đã được trao tấm vé tham dự vòng 1/8. Chiến thắng của Slovenia là nỗi buồn của Croatia, bởi họ đã chính thức hết hy vọng lọt vào nhóm 4 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất. Hiện tại, đội bóng áo Socceroo đang xếp thứ 5 trong nhóm các đội hạng 3, chỉ hơn Cộng hòa Séc. Chỉ còn hai bảng đấu chưa kết thúc là E và F. Đáng chú ý, cả 4 đội bảng E đều đã có 3 điểm. Vì vậy, dù đội tuyển nào về đích thứ 3 tại bảng đấu này, họ cũng sẽ đứng trên Croatia. Đây là kết cục đáng tiếc với Croatia. Đội tuyển đã vào đến bán kết của cả hai vòng chung kết World Cup gần nhất. Thầy trò Zlatko Dalic vô cùng tiếc nuối khi họ đã để vụt mất chiến thắng trước Ý vào những giây cuối cùng của trận đấu. Trước đó, họ cũng rơi vào tình cảnh tương tự trong trận hòa trước Albania.